Cái lúc còn nhỏ được người lớn dắt đi ăn cái nhà hàng này nè, vô tôi nhìn giá của mấy cái hồ hải sản mà tôi hết hồn luôn á các bạn. Ta nói hả, toàn là mấy cái món hải sản thứ dữ, như là cua hoàng đế nè, bọ biển, tôm tích, ốc giò voi đồ không. Cũng đã lâu lắm rồi tôi mới quay lại đây, để hôm nay tôi xem thử coi là nó có còn ngon như xưa không nha. Xin chào tất cả mọi người, tôi là Tú Hiệu Trưởng đây. Đây nè, mới vô chúng ta sẽ cùng nhau xem qua cái khu vực hồ hải sản bên này nha các bạn. Ta nói nó cực kỳ đa dạng luôn, con nào con nấy tươi rói và đều được niêm yết giá rõ ràng. Món đầu tiên mà tôi ăn bữa nay sẽ là miếng cua tay cầm nha các bạn. Sợi miếng thì nó mềm và có một tí dai dai, thấm đẫm gia vị đậm đà. Phần cua thì cực kỳ chắc thịt, còn cái phần gạch cua thì khỏi nói, quá trời quá đất luôn các bạn. Gạch nó thơm béo và có một tí vị ngọt. Xong qua tới cái món thứ hai này, đây là sườn kinh đô nha các bạn. Phần thịt sườn thì khá là mềm, thấm đẫm cái sốt chua mặn ngọt khó cưỡng, thêm một tí vị bùi bùi của mè nữa, ăn đúng mê luôn. Xong tôi đẩy nhẹ thêm mấy cái món nữa như là lườn ngỗng xông khói, giò heo muối da giòn, sò điệp xào bông cải xanh với lại mực tươi rang muối Hồng Kông nữa là quá no nê luôn rồi. Không gian bên này thì có tới tận 3-4 tầng lận, cực kỳ rộng luôn và tất nhiên là sẽ có cả phòng VIP nữa. Nói chung là tôi thấy quán này tụ hợp bạn bè hay là gia đình rất là ok luôn á nha. Ai mê thì nó lại chiến liền nha các bạn.